Tôi bảo mấy ông kia. Thôi cho lúc đấy vì cho lúc chờ các dân chơi kia tôi sẽ nghịch tạm vài đồ của giáo sư phát. Cái vụ cóc tôi tiết cho cái cốc có cách đấy. Dạo trước xem lại. Ồ, thế à? Long An à? Inbox riêng nhá. Inbox riêng nhá. Đấy, khổ thế đấy. Nhà có trẻ con lên thế này đấy không ạ? Khổ lắm. Tôi à còn tuôn cơ căng nhỉ, được đấy, làm tí nhỉ, làm tí phá game nhỉ. Tôi à rồi, ok, inbox riêng vụ này nhá, inbox riêng nhá. Thế giáo sư cũng chẳng có VIP gì mua đâu, thôi quẩn luôn. Giờ thì hết rồi, giải tán ly hoa các kiểu đấy. À ừ đấy. Một cái vấn đề nữa là ui. Đi đấy không? Nhưng mà giáo sư để chuột tận 50 đấy các ông ạ. Với lý do là để gì nhỉ? Tập phản ứng khi mà phải gặp địch, nhưng mà ngày xưa tôi cũng thế, nhưng mà bây giờ thì để chúng ta thấp đi tí, tầm 14-15 thôi chứ để 50 cũng chưa được. Phải đây, phải đây, phải đây. Vớ hai máu vô cùng phản sự của pháp sư Trung Hoa. Ừ đem ma ừ, nó lại có cái trí của nó. Lên đây, lên đây, ui rồi lên hộ cái nhá. Anh ngu lắm con ạ. À. Lên là dễ nhá. 2k XP. Mở ra cái gì vậy? Bé K. Ngày xưa là có TLG21 vĩnh viễn đấy. Hồi nhỏ chơi để chụp 100, không hiểu sao vẫn đấm mồm trong sóng được. Giờ mù 15 mà thấy trong mặt. Giả TBI về 500. Ôi giờ lập team rank các bác ơi. Được. Thì tôi bảo bên hội tôi luôn. Ok, để tôi hỏi bên mấy anh em bên hội của tôi phát. Hoàng Hiếu ơi, có đang online không Hoàng Hiếu ơi? Để tập trung vào chuyên nghiệp 6 nhá. Tập trung chuyên nghiệp 6 nhá. Rồi add cái in-game của giáo sư vào. Cả thế Long An cũng vào luôn nhé.